bán thôi cho tôi mua bánh xe. Ok chị ơi, có ngay. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Tokyo TV. Thì hôm nay tiếp tục cái chuỗi series về đánh giá những sản phẩm công nghệ mà mình mua. Thì hôm nay đến lượt là một cái sản phẩm của tới từ thương hiệu Xiaomi. Đây là cái sản phẩm thứ hai mà mình mua trên cái kênh của mình rồi. Nếu cái sản phẩm đầu tiên đó là cái con robot hút của Xiaomi Mi Zazen 2, thì các bạn có thể xem lại trên cái đường link mình để ở trên góc này nha. Thì đây là cái sản phẩm thứ hai của Xiaomi. Thì các bạn cũng biết là Xiaomi nó có một cái hệ sinh thái sản phẩm rất là rộng lớn, từ điện thoại cho tới máy tính bảng, máy hút bụi, nồi cơm điện, ổ cắm công tắc, bất cứ thứ gì cũng có. Thì hôm nay mình có một cái sản phẩm, đó là chính là một cái bơm điện tử. Thì cái sản phẩm này á, mình đánh giá đây là một sản phẩm rất là tiện lợi để dùng cho những bạn nào mà muốn đi phượt nè, đi tour bằng xe máy, hoặc là dùng cho gia đình. Nhưng mà cái sản phẩm này chủ yếu là mình nghĩ là sẽ dành cho đi phượt, đi tour xe máy đây đó, thì nó sẽ giúp cho các bạn xử lý những tình huống bất ngờ giữa ban đêm mà không có tiệm nào bơm bánh xe, thì cái này sản phẩm này sẽ giúp cho bạn được điều đó. Và đối với một người thích đi du lịch bằng xe máy như mình, đặc biệt là dịp cuối năm Tết 2021 này á, mình chuẩn bị đi một chuyến đi tới Quy Nhơn thì dự tính là như thế. Cho nên là mình quyết tâm đặt mua cái con này để hoàn thành trong cái bộ dự phòng backup. Khi mà đi xe máy thì những thiết bị như vá xe nè, bơm bánh xe nè, nó sẽ cần thiết. Thì mình đã ưu tiên mua cái này đầu tiên. Thì hôm nay là mình sẽ cùng nhau đánh giá coi em nó là như thế nào nha. Thì cái sản phẩm này mình cũng mua trên Shopee, cũng như ba lần khác mình mua Shopee á, rất là yên tâm. Thì mình cũng có quay một cái clip kiểm tra khi nhận hàng để coi có tránh trường hợp là bị cháo hàng hay là sản phẩm bị lỗi hay không. Cái đó là cái quyền lợi của mình, để cái gì mình có thể làm việc với bên nhà cung cấp hoặc là Shopee. Nói chung á, thì xưa giờ Xiaomi làm sản phẩm là nhìn cũng rất là cao cấp, cái hộp cũng rất là đẹp. Thì mặt trước của nó là cái hình sản phẩm. Bên cạnh đó là những cái ứng dụng như là để bơm bong bóng, bơm trái banh, bơm xe hơi, bơm xe đạp và bơm xe máy. Đó là bốn cái chức năng chính của cái bơm này. Mặt sau là những thông tin sản phẩm và mã barcode. Nhưng mà nhìn chung á, sản phẩm này tất cả nó đều là bằng tiếng Trung hết. Các bạn nếu mà không biết tiếng Trung thì coi như thua. Phía trên này là logo của Xiaomi. Và sản phẩm này mình mua được phân phối ở đây, nó được dán tem tem nguyên siêu hết. Mình mua là sản phẩm mới 100%. Đó, giờ mình sẽ khui ra nha. Thì khi mà khui ra thì đây là các bạn thấy có một cái sách hướng dẫn sử dụng cũng như ba sản phẩm khác. Mình không bao giờ xem tới nó, mà khi cho dù các bạn cũng muốn xem cái này thì cũng không hiểu được, tại vì nó cũng toàn là tiếng Trung thôi, nó không có ngôn ngữ thứ hai là tiếng Anh. Đây là cái sản phẩm của em nó, một sản phẩm chính. Thì đây là cái hộp của nó rất là đơn giản. Phía trên có một cái ngăn nhỏ, thì bên trong nó sẽ có một cái túi để cho các bạn đựng cái bơm này khi mà mang đi đâu đó tránh va đập. Túi bằng vải cũng rất là gọn. Bên trong nó có cái túi nhỏ nữa. Nó có nghĩa có hai ngăn cái túi nhỏ. Và đây là một cái túi nhỏ ni lông. Mình nghĩ đó là cái này để đựng sạc của cái bơm này. Đang là dùng đầu sạc micro USB, không phải là chủng Type-C. Có nghĩa là sản phẩm này cũng ra được một thời gian là như 2019. Thì mình thường là sẽ không có mua những sản phẩm mới, thứ nhất là mắc tiền, hai là mình nó chưa được kiểm chứng. Đa số là mình mua những sản phẩm mà nó chất lượng tốt, nhưng mà của những năm trước đó đã được kiểm chứng rồi mình mới mua. Thì cái dây micro USB này nó theo mình thấy thì nó ngắn, nó chỉ cỡ 30cm thôi. Và thì đối với cái dây này thì các bạn có thể dùng bất cứ cái cốc sạc nào điện thoại các bạn đang sẵn có đều có thể sạc được hết. Đó, chỉ có điều nó dùng cái đầu chuẩn USB, nó không phải Type-C. Chắc sản phẩm sau này đời mới nó sẽ dùng qua Type-C á. Ngoài ra thì nó sẽ cho các bạn hai cái đầu bơm, dùng để cái đầu dài này dùng để bơm cái bong bóng nè, bơm cái banh á, kim vào. Còn cái đầu thứ hai này thì mình nghĩ chắc là dùng để bơm cho những cái loại banh xe đạp. Đó là lý do tại sao trong cái túi này nó có cái ngăn để cho các bạn có thể bỏ vào bên trong đó để mang đi một bộ của nó. Ok, thì cái sản phẩm này nhìn chung, một bộ sản phẩm này nó sẽ gồm có như đây thôi. Một cái bơm chính, một cái dây sạc, hai cái đầu để nối bơm, một cái bao đựng và một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Hết, rất là đơn giản. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại với nhân vật chính nha, đây là chính là cái bơm.
Thì mình cũng cho các bạn thông tin luôn. Hôm nay mình mua trên Shopee, cái tên của nó chính là Miza Bicycle Pump. Cái mã của nó là MZCWB01WZ. Thì mình sẽ chụp cái màn hình cho các bạn xem. Cái giá mình mua là 650, hiện tại là cái giá nó rất là tốt rồi. Cái thời điểm này ra mắt thì nó chơi hơn 1 triệu đồng. Thì mình đặt mua trên Shopee một ngày thì em sao họ đã giao cho mình rất là nhanh. Nói chung là các bạn nào mà quan tâm về cái sản phẩm này, mình sẽ để cái link mua hàng ở bên dưới, thì các bạn có thể bấm vào đó để tham khảo sản phẩm. Ok, thì cái sản phẩm này nhìn sơ qua ban đầu thì các bạn thấy nó giống cái gì không? Thì cái đầu tiên mà mình thấy nó chính là giống cái ổ khóa, không? Giống một cái ổ khóa nè. Cái thứ hai là mình thấy nó giống cái bộ đàm. Alo alo alo. Nhưng mà cái sản phẩm mà mình thấy nó giống nhất á chính là cái iPod Classic ngày xưa. Đó là giống như cái phím điều hướng ở đây. Phía trên nó có một cái màn hình, nó giống như cái sản phẩm nghe nhạc thời xưa mà đó ai mà có rất là xịn luôn. Nhìn chung á là cái này mình thấy nó rất là nhẹ nên mình nghĩ chắc chỉ cỡ 500 gram mà chưa tới 1 kg đâu, nhẹ. Có thể các bạn mang đi lại bỏ trong hành lý rất là tiện lợi, nó không có ảnh hưởng gì tới cân nặng hết. Bề ngoài nhìn sơ qua thì nó rất là chắc chắn. Có thể va đập thì mình không biết, rớt có thể nó sẽ vẫn bị vỡ, nhưng mà cảm giác nó rất là chắc chắn và cho bò, kết hợp với cái chất liệu màu đen nữa nhìn nó rất là cứng cáp. Đó. Thì phía trên là cái phần màn hình, ở dưới đó gồm có 4 phím điều hướng nè, phím tăng giảm cái lực thổi, phím chức năng và cái phím đèn LED. Đây các bạn mà coi đây, mình chưa có mở lên, phím đèn là đèn pin á, để sử dụng khi ban đêm. Ở dưới này là một cái cổng sạc micro USB, các bạn mở ra. Thì xung quanh đó là những cái lỗ, ở dưới cũng có, mình nghĩ đây là cái lỗ thoát nhiệt cho cái sản phẩm này, tại vì nó dùng bơm điện tử nên nó sẽ sinh nhiệt trong quá trình sử dụng. Và các bạn khi mà muốn khởi động cái sản phẩm này á, thì trong tất cả các phím ở đây không có phím nào là phím nguồn hết. Điểm đặc biệt của sản phẩm này là khi mà mình dùng á, thì mình sẽ kéo cái van này lên, cái van mà để sử dụng á, các bạn rút ra. Thì khi mà các bạn rút ra thì cái màn hình nó sẽ tự động khởi động. Đó là khi mà sản phẩm đã chính thức sử dụng được. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái phía trên này. Nãy mình nói cái đèn pin á, thì mình sẽ bấm cho các bạn coi nha. Đó, đèn pin. Thì đèn pin này công dụng của nó rất là tốt. Khi là các bạn đi phượt, đi tour ban đêm mà các cửa hàng mà bị đóng cửa vá xe á, cái màn vá nó, thì cái này nó sẽ hỗ trợ các bạn trong quá trình đó. Nó sẽ soi sáng được cái phần bánh xe các bạn. Đó. Mình nghĩ đây là một cái tính năng rất là thiết thực mà Xiaomi đã kết hợp vô cái bơm này, rất là tốt. Ở dưới này khi mà mở ra các bạn sẽ thấy nó có phần đèn cam, này là đèn báo pin. Hiện tại là đèn một cam này là nó đã hết pin rồi, mình sẽ phải sạc pin của nó. Rồi phía trên này thì hai cái van này cũng ngắn thôi, không có dài, nhưng các bạn sẽ gắn một cái van của bánh xe máy các bạn siết nó lại, và cái bơm này nó sẽ treo toàn van đó và nó sẽ tự động bơm chứ không cần những cái dây dài. Cái dây là vừa đủ để cho các bạn gắn bơm rồi xe máy sẽ hơi luôn. Thì khi mà các bạn xài xong á, thì các bạn sẽ chỉ cần ấn cắm nó lại vào thôi, và các bạn ấn nó xuống nghe một cái cốc đó, thì nó sẽ tự động tắt nguồn, đơn giản vậy thôi chứ không hề có phím nào hết. Đây là bốn cái chức năng chính của cái bơm này. Cái đầu tiên khi mà các bạn mở nguồn ra là cái chế độ custom, và các bạn sẽ có chế độ là bơm xe đạp, thứ ba là bơm xe máy, bơm xe hơi, và cái thứ tư là bơm banh, bơm bóng. Chế độ custom á, thì nó sẽ để mặc định ở cái đơn vị đo là PSI. PSI là cái đơn vị đo lường tiêu chuẩn ở bên Mỹ, nhưng mà ở Việt Nam mình thì không có sử dụng cái đơn vị này mà mình dùng ký hoặc là pa. Thì cái tên tiếng Anh của cái PSI này là pounds per square inch, có nghĩa là một pound trên một inch á. Thì tiếng Anh của mình không có chuẩn thì các bạn cũng thông cảm nha. Còn nó cũng cho cái thông số cơ bản nhất của xe đạp là 45 PSI. Còn xe máy là nó chỉ có hoàn pa, và cái thông số cơ bản nhất của xe máy là 2.4 pa, có nghĩa là tương đương với 2.4 ký á. Xe hơi thì là 2.53, tương đương với 2.5 kg. Còn cái banh thì nó chuyển về thông số là PSI là 0.8 PSI. Các bạn có thể tùy chỉnh được thông số, chứ không nhất thiết phải theo cái thông số mặc định của nó, các bạn có thể tăng giảm lên. Đó, như là chế độ custom các bạn tăng lên 30 mấy nè. Đó, giảm xuống, miễn sao các bạn thấy phù hợp với cái thông số mà cái vỏ hoặc là cái gì đó mình cần bơm. Đặc biệt là vỏ xe thì các bạn sẽ coi trên cái thông số trên cái vỏ xe, nó sẽ nhà sản xuất sẽ ghi rõ là bao nhiêu PSI hoặc là bao nhiêu ký, các bạn có dựa vào đó các bạn bấm bơm. Thì khi mà các bạn đã xác định xong á, thì các bạn chọn nó, và cái nút chính giữa nó chính là cái nút bấm bơm nè, các bạn bấm vào đó, ok. Thì đây là lực thổi đó. Thì ngưng thì các bạn cũng bấm lại cái nút đó. Đó, cái thông số PSI hoặc là PA thì các bạn có thể tra khảo trên trang web để có thể dùng một cái thông số tốt nhất cho cái loại xe của mình, để tránh trường hợp là bơm quá căng hoặc là bơm bị thiếu hơi. Thì
thì thông số của nó là 1 3, tương đương với 1 ký. Ở Việt Nam mình thì sử dụng, thường sử dụng ký hoặc là 3 dar đó. 1 3 sẽ bằng 1 ký và sẽ tương đương với 14.5 psi. Thì các bạn cứ dựa vào đó để các bạn tính sao cho nó phù hợp với cái máy này. Sản phẩm này mà khi các bạn sạc đầy pin á thì các bạn có thể bơm được một lần ít nhất là 8 cái bánh xe đạp, 4 lần xe máy, và xin lỗi các bạn, 6 lần xe máy hoặc là 4-5 lần của xe hơi. Thì tùy theo cái độ bơm của các bạn như thế nào, nhưng mà cái lượng bơm một lần đầy của nó là dư sức cho các bạn cho một cái chuyến hành trình đi. Khi các bạn sạc đầy, các bạn bực đi tới đâu thì các bạn sạc tiếp. Nhưng mà có một cái điểm lưu ý mà mình muốn nói các bạn là khi các bạn sạc pin cái con này thì các bạn không thể nào vừa sạc pin mà vừa bơm được. Có nghĩa là các bạn phải tính trong đầu là khi mà ngày mai mình đi đâu thì mình phải sạc đầy bình nó, chứ không thể nào các bạn để ở nhà hết pin các bạn cắm sạc vào đây rồi các bạn bơm gấp thì nó không có thực hiện được nha. Mình lúc nào cũng phải để pin sẵn trong cái này. Và cái điểm đó nó cũng liên quan tới một chuyện là cái sản phẩm này các bạn không thể nào mang đi mỗi ngày được. Bởi vì sao? Cái này khi các bạn sạc, các bạn đi mỗi ngày các bạn không có bơm thì tự động pin nó sẽ tuột xuống hết, nó sẽ tự động xả pin ra để đảm bảo an toàn. Thì lỡ các bạn đi mỗi ngày các bạn mang theo các bạn không để ý thì tới lúc cần xài thì nó sẽ hết pin. Nên cái sản phẩm này tốt nhất nó chỉ nên sử dụng trước đó một ngày, các bạn nên sạc đầy hết. Giống như đi tour thì các bạn trước đó một ngày các bạn nên sạc, thì ngày hôm sau các bạn đi thì sẽ hợp lý nhất, chứ không có phải là sản phẩm để sử dụng lâu dài mỗi ngày, lúc các pin nó sẽ tự động cạn nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ cùng xuống dưới đất để bơm thử các xe máy của mình nha. Hôm nay mình sẽ bơm, bây giờ mình sẽ bơm thử cái bánh xe này nha. Đó, thì trước tiên là các bạn cần phải coi cái thông số cái lớp này là bao nhiêu ký hoặc là psi. Các bạn kéo cái viền bánh á, thì đây nó có nè. Đấy, các bạn thấy không? 33 psi là tối đa của cái lớp này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra coi cái lớp này nó hiện tại là đang ở thông số bao nhiêu nha. Cái bơm này nó có khả năng đo được luôn, mình sẽ đo. Các bạn cắm nó vòi nó vào, siết chặt lại. Thì đây nó đã đo là được 21 psi, cái bánh này đang bị thiếu hơi. Thì bây giờ mình sẽ cài đặt nó lên. Mình sẽ không có chỉnh theo cái này mà mình chỉnh ở chế độ custom luôn. Đây custom, mình đặt ở chế độ mình cho cỡ 32 đi. Tại vì 33 là mát thì mình đặt 32. Khi mà các bạn chạy lên thì bánh xe nó sẽ nóng, nó sẽ tăng cái nhiệt độ lên. Bây giờ mình sẽ đo nha, đầu nè. Sẽ bấm vào nút chính giữa này để cho nó bơm. Bắt đầu. Nè, tới thông số 32 thì nó sẽ tự động nhắc nha các bạn. Đó. Thì nó ngay 32 là nó sẽ nhắc là các bạn mất khoảng 1 phút 40 giây. Bây giờ các bạn sẽ kiểm tra bánh cứng chưa, rất là cứng. Đó, giờ đặt tiêu chuẩn 10 psi, cỡ bơm 10 psi ra phải mất cỡ 1 phút mấy, gần 2 phút. Thì nếu mà bánh các bạn sẹp hoàn toàn thì cái này mình nghĩ mất cũng phải cỡ 5 phút mới bơm đầy lên được á. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tháo ra để mình sẽ bơm qua cái khác cho các bạn coi nha. Cái bánh này là bánh xe đạp này là xẹp lép luôn nha các bạn. Không có hai luôn, mình sẽ bơm thử bên trong bao lâu nha. Đó, bơm được 2 phút 45 giây là đầy 45 psi nha các bạn. Đó, nếu mà các bạn thấy nó vẫn còn mềm á thì các bạn sẽ tiếp tục bơm tiếp. Nghĩa là 44 này mình sẽ cho là 48 chính rồi. Đó. Bơm tiếp. Đó, cứng rồi thôi. Cái sản phẩm này là để bơm tại gia nha các bạn, nó không có chức năng là kinh doanh. Tại vì gia đình xài thôi chứ mình mà đi bán kinh doanh thì nó không hợp lý. À, một cái điểm lưu ý là trong quá trình mà các bạn bơm cái này á, thì cái van vòi chỗ này nó sẽ nóng lên nè. Đó, nó tỏa nhiệt ra. Đó. Tỏa nhiệt ra rất là nóng, cầm lên mình cảm nhận được rõ rệt luôn. Cái thứ hai là các bạn cứ bơm theo đúng thông số trên cái bánh xe như đưa ra. Trên bánh xe nó ghi bao nhiêu thì các bạn cứ bơm theo bấy nhiêu, đừng có bơm thiếu hoặc là bơm ít hơn. Nếu mà có ít hơn thì các bạn chỉ ít hơn giữa 1-2 psi thôi. Và một cái điểm lưu ý cuối cùng của mình là các bạn khi mà các bạn chỉnh thông số là 32 psi này nè, thì tương đương nó sẽ là khi mà nó bơm thì sẽ nó bơm lên tới thành kết thúc 32 nó sẽ thành 33 psi lận, nên các bạn phải trừ hao đi một đơn vị. Như là cái lớp xe đó là 30
lốp xe trên lốp xe các bạn ghi là 33 psi thì các bạn chỉ nên chỉnh xuống 32 thôi. Thì khi mà bơm nó sẽ kết thúc nó sẽ là 33 psi. Hoặc là nếu các bạn muốn chắc chắn khi mà chạy đường xa đường trường á, không phải đi trong thành phố mà đi tour thì các bạn nên giảm xuống cả 31 thôi. Thì mà khi mà chạy nhanh hoặc đi đường trường liên tục trong thời gian dài thì cái độ nóng nó sẽ làm nở cái lốp ra thì nó sẽ tăng lên thành 33. Đó, lưu ý của mình. Đó, khi mà sử dụng xong các bạn bỏ vô túi nè, rất là tiện lợi. Đó, thì cứ bỏ vào hành lý mang theo đi tour thôi, không có nặng bao nhiêu ký hết trơn á. Mình sẽ cân thử coi nó nặng bao nhiêu nha. Đây mình sẽ đem đi cân thử coi này là nặng bao nhiêu ký. Chưa tới nửa ký nữa bạn, mà mình nói lúc đầu mình nói 500 gram nhưng mà bạn chưa tới nửa ký nữa, rất là nhẹ. À, nó không ảnh hưởng gì tới cái hành lý của các bạn cả. Mình đánh giá sản phẩm này rất là tuyệt vời luôn nha. Ok, thì các bạn cũng đã thấy cái con này nó sử dụng như thế nào và cái khả năng hoạt động của nó ra sao, rất là ấn tượng và mình cũng thấy rất là xứng đáng với số tiền mình bỏ ra. Mình đã rất là thích từ lâu rồi và hôm nay mình đã quyết định mua nó. Thì mình cũng nghĩ là các bạn mà thích đi tour á thì chắc chắn đây là một cái sản phẩm không thể thiếu trong cái hành trang của mình được. Thì mình nói về cái điểm tiện lợi của con này so với những sản phẩm cùng loại thì cái giá của nó hiện tại rất là tốt. 650 là mình nghĩ rất là ok so với những cái sản phẩm bơm khác, bơm điện tử khác. Nhưng mà mình thấy trước đây mình có tham khảo á thì nó phải gắn trực tiếp vào trên cái bình sạc ắc quy của xe, thì cái điều đó dẫn tới một cái vấn đề là một là các bạn không có rành, các bạn đấu sai thì trên đường đi mà nó đấu sai cái bình nó bị trục trặc thì nó sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ chiếc xe luôn, thì rất là nguy hiểm. Cái thứ hai là các bạn phải tháo cái bình ra, đối với những xe như xe của mình mà tháo là phải vặn ốc rất là nhiều dưới sàn xe phức tạp, thì mình nghĩ cái đó nó không có khả thi cho lắm mà cũng không có hiệu quả. Nên mình thấy cái này là một sản phẩm cầm tay tiện dụng, sạc pin sẵn rồi tới đó chỉ cần sử dụng cái bộ bơm này thôi, mọi thứ nó sẽ tự động tự đo hết. Cái điểm thứ hai là cái sản phẩm này nó sẽ tự động, nó có khả năng tự đo cái áp suất lốp của bánh xe coi các bạn có thiếu hay không, và khi các bạn bấm bơm nó sẽ tự động bơm đúng cái định mức các bạn đã đưa ra ban đầu và nó sẽ ngắt lại khi là đã bơm đầy, chứ không có bơm quá mức sẽ dẫn tới tình trạng bị nổ lốp hay là bơm thiếu hơi. Đó, tất cả đều do các bạn cài đặt ngay lúc đầu, rất là ấn tượng. Một cái ưu điểm nổi bật của cái con này là nó có thể bơm một lần tới 150 psi một lần bơm lận, rất là lớn. Thì các bạn có thể tính ra 150 psi là bao nhiêu ký đó, thì là cái sản phẩm nó cái công năng của nó rất là cao đó. Nhưng mà về cái phần khuyết điểm á, cái đầu tiên á mà mình đánh giá thấp của con này chính là cái lực thổi của con này nó không có mạnh. À, thì cũng thông cảm là tại nó dùng nguồn điện bằng pin nên mình không thể nào so với những cái loại mà thổi ngoài bằng tiệm được. Đó. Thì đó là lý do tại sao mà các bạn khi mà bơm cái này chỉ trong trường hợp bất khả kháng thôi, có nghĩa là ban đêm hay không có ngoài đường vắng thì các bạn mới dùng tới cái này, không thì các bạn cứ tắt vô tiệm bơm bánh xe cho họ bơm cho nó lẹ. Tại vì bơm cái này khi đối với xe máy thì mình nghĩ nếu mà bánh xẹp hoàn toàn thì các bạn cũng phải mất từ 3 tới 5 phút. Và xe hơi thì mình nghĩ chắc phải cỡ 10 phút mới đầy được một cái bánh xe. Rất là lâu, thì cái này nó chỉ dành cho trường hợp nguy cấp nhất, không có ai thì các bạn mới sử dụng thôi. Thứ hai là như nãy mình có nói khi là đang sạc thì các bạn không thể nào bơm được cái này. Tụi chung lại thì đây là một cái sản phẩm mà mình nghĩ xứng đáng để các bạn đầu tư cho những chuyến đi của mình thêm phần yên tâm hơn, đặc biệt là những dịp cuối năm mà chắc chắn các bạn sẽ có những dự định mà đi chơi đây đó, đúng không? Và mình sẽ đầu tư thêm một cái bộ vá stop and go nữa, bộ vá nắm cỡ 800 mấy nữa đó. Nó sẽ kết hợp cái này là một cái combo hoàn hảo cho các bạn đi bằng xe máy di chuyển đây đó luôn. Có nghĩa là đi tới đâu mà xe bạn bị trục trặc, bị nổ lốp hay là bị xì hơi thì các bạn sẽ dùng cái bộ vá stop and go đó, vá nắm nó lại. Và khi xong sử dụng cái sản phẩm này để vá, nó kết hợp hoàn hảo. Thì các bạn thấy sản phẩm này như thế nào? Các bạn, nó có làm cho các bạn hài lòng về cái khả năng của nó hay không? Và nó có phù hợp với cái nhu cầu hàng ngày của các bạn hay không? Hãy cho mình biết nha. Từ đây tới Tết thì mình sẽ mua thêm những món nữa để phục vụ cho cái chuyến đi sắp tới của mình. Thì mỗi món mình sẽ đưa lên đây cảm nhận một cái review của mình cho các bạn xem. Bạn nào thấy hay thì hãy cho mình một like, một subscribe để mình có thêm động lực nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy ủng hộ cho Tokyo TV nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.